Xin chào quý vị các bạn, hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu với bạn video mở hộp Samsung Galaxy A7 chính hãng tại di động cao cấp.vn. Trên tay mình đang là Samsung Galaxy A7 chính hãng đang được bán tại di động cao cấp.vn. Mọi thông tin về sản phẩm, khách hàng vui lòng liên hệ đường dây nóng 0466750999 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán mới nhất cũng như các thông số máy. Đó. Đầu tiên mình sẽ mở ra xem bên trong của Samsung Galaxy A7 màu gold phân phối chính thức tại di động cao cấp.vn có những gì. Đó, đầu tiên là máy nguyên khối. Đó, phụ kiện bên trong thì có sạc chính hãng làm tại Việt Nam, cáp cũng làm tại Việt Nam và tai nghe cũng làm Việt Nam. Đóng gói rất là đơn giản, đó, không có gì nhiều so với các cái phiên bản khác. Cái hộp thì được đóng gói với màu xanh, logo chữ A chính giữa số 7 rất là đẹp. Đó, còn đây là máy của chúng ta. Đó, máy thì được bọc siêu rất là bố xung quanh, siêu máy đằng sau, lắp lưng với các thông số hai khe cắm sim, sim 1, sim 2 và thẻ nhớ, máy ảnh, màn hình AMOLED, phím điều hướng nhận diện. Đó, hàng chính hãng, sau đó có tem chính hãng của Samsung Việt Nam, màu sắc màu gold, tem email. Chung là hộp được đóng gói rất là đơn giản, không có gì nhiều điều để nói. Như chúng ta đã biết, Samsung Galaxy A7 bộ nhớ trong 16GB, 2 SIM, CPU 1.5 core, màn hình 5,5 inch Full HD. Rất là đẹp, rất là đẹp. Mọi thông tin về sản phẩm, quý khách hàng vui lòng liên hệ đường dây nóng 0466750999 của di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp điện thoại Samsung hàng đầu hiện nay. Khi khách hàng có nhu cầu mua điện thoại Samsung, quý khách hàng có thể truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 0466750999. Di động cao cấp.vn nhận ship điện thoại Samsung Galaxy A7, nói riêng và tất cả dòng điện thoại Samsung nói chung đến tận địa chỉ của khách hàng yêu cầu, nhanh, tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của di động cao cấp.vn.